Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 1 với các nội dung. Trước hết là bản tin, tiếp đến là mục giáo hoàng và người trẻ, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức. Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây. Đức Thánh Cha và Tổng thống Iraq thảo luận về tương lai của các Kitô hữu nước này. Hồng y đoàn bầu chọn tân Hồng y niên trưởng. Đức Thánh Cha chọn thư ký riêng mới, cha Gonzalo Aemilius. Đức Thánh Cha tiếp các thẩm phán tòa thượng thẩm Rota Roma. Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh quy định mới của Tổng thống Trump liên quan đến vấn đề phá thai. Hội thảo của Liên hiệp Quốc tế bề trên tổng quyền các dòng nữ về Laudato Si. Vatican. Sáng thứ Bảy 25 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng thống Bahram Sali của Iraq và đã thảo luận về việc cần thiết bảo đảm tương lai cho cộng đoàn Kitô hữu tại nước này. Sau khi gặp riêng Đức Thánh Cha khoảng 30 phút, Tổng thống Sali đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, các cuộc thảo luận tập trung vào những thách đố mà đất nước Iraq hiện đang đối mặt và tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự ổn định và quá trình tái thiết. Thông cáo viết, tiếp đến, sự quan tâm hướng đến tầm quan trọng của việc duy trì sự hiện diện lịch sử của các Kitô hữu tại nước này, nơi mà họ là một phần không thể thiếu và sự đóng góp quan trọng của họ mang lại cho việc tái thiết kết cấu xã hội. Vatican nhấn mạnh đến việc bảo đảm cho các Kitô hữu được an ninh và có chỗ trong tương lai của Iraq. Kitô giáo đã có mặt ở vùng bình nguyên Ninive ở Iraq giữa vùng Mosul và Kurdistan của Iraq kể từ thế kỷ thứ nhất. Tuy nhiên, kể từ khi cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein bị lật đổ, các Kitô hữu đã chạy trốn khỏi khu vực này. 5 năm sau sự chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo tại khu vực, cộng đồng Kitô giáo ở vùng bình nguyên Ninive, một cộng đồng Công giáo đã bị giảm sút, vẫn đang trong quá trình xây dựng lại các nhà cửa và nhà thờ bị phá hủy. Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Sali, Tòa Thánh khuyến khích con đường đối thoại và các giải pháp về dân tộc Iraq và với sự tôn trọng chủ quyền quốc gia. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận kết quả bầu chọn niên trưởng Hồng y đoàn và phó niên trưởng Hồng y đoàn do các Hồng y đảng giám mục thực hiện. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng hôm 18 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn kết quả bầu chọn Đức Hồng y Giovanni Battista Re làm niên trưởng Hồng y đoàn. Trong 5 năm tới, Đức Hồng y sẽ thực hiện các công việc liên quan đến vai trò quan trọng này. Đức Hồng y Re hiện có hiệu tòa nhà thờ Sapina Pozzo Mirteto. Sau khi được bầu làm niên trưởng Hồng y đoàn, ngài sẽ nhận hiệu tòa nhà thờ Ostia. Đức Hồng y Re sinh ngày 30 tháng 1 năm 1934 tại Borno, tỉnh Brescia, nước Ý. Ngài tụ phong linh mục năm 1957. Năm 1987, ngài được bổ nhiệm làm tổng thư ký bộ giám mục và 2 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và giữ chức vụ này trong 11 năm. Ngày 16 tháng 9 năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Paolo II bổ nhiệm ngài làm tổng trưởng bộ giám mục và chủ tịch ủy ban giáo hoàng về châu Mỹ Latinh. Năm 2001, ngài được thăng Hồng y và giữ chức phó niên trưởng Hồng y đoàn từ năm 2017. Được gọi là người đứng đầu giữa những người bằng nhau, Hồng y niên trưởng chủ sự Hồng y đoàn. Trong trường hợp Đức Giáo hoàng qua đời hay từ nhiệm, Đức Hồng y niên trưởng sẽ điều hành thành Vatican trong thời gian chống tòa. Ngài sẽ triệu tập các Hồng y về Roma và chủ sự các cuộc họp hàng ngày trước mật nghị bầu Giáo hoàng. Nếu dưới 80 tuổi, ngài sẽ chủ sự mật nghị. Tiếp đó, hôm 24 tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha cũng đã phê chuẩn kết quả bầu chọn Đức Hồng y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương làm Phó niên trưởng Hồng y đoàn. Đức Hồng y Santri có nhà thờ hiệu tòa là nhà thờ hai thánh Biagio và Carlo. Vatican, cha Gonzalo Emilius, người Uruguay, đã được Đức Thánh Cha Francisco chọn làm thư ký riêng của ngài, thay thế cha Fabia Bedacchio, đã trở lại với công việc tại Bộ Giám mục từ tháng 12 năm ngoái. Đức Thánh Cha và cha Emilius đã quen biết nhau từ năm 2006, khi Đức Thánh Cha còn làm Hồng y Tổng giám mục Buenos Aires. Ngài đã điện thoại cho cha Emilius khi ngài nghe nói về hoạt động giúp các trẻ em đường phố của cha.
Cha Emilus sinh ngày 18 tháng 9 năm 1979 trong một gia đình giàu có ở Montevideo. Bà ngoại của cha là người Do Thái và cha mẹ của cha không phải là Kitô hữu. Khi đang học trung học, được đánh động bởi nụ cười và niềm vui tỏa hiện trên gương mặt của một số linh mục đang giúp các trẻ em đường phố. Và mặc cho những đe dọa khủng khiếp, cha Emilus đã theo đạo. Cha đã quyết định trở thành linh mục và cống hiến cuộc đời cho những đứa trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi tại đất nước mình. Cha được thụ phong linh mục ngày 6 tháng 5 năm 2006. Cha Emilius trở thành gương mặt nổi tiếng vì sáng ngày 17 tháng 3 năm 2013, trong khi đang chào các tín hữu tụ họp bên ngoài cổng Thánh Anna ở Vatican, Đức Thánh Cha nhìn thấy cha giữa đám đông và đã mời cha vào nhà thờ, nơi Đức Thánh Cha sắp sửa cử hành thánh lễ với các tín hữu. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gọi cha Emilius đến gần và giới thiệu cha với mọi người và xin mọi người cầu nguyện cho cha và cho công việc của cha với các thiếu nhi đường phố. Cha Emilius học thần học 2 năm tại Roma và đã đậu tiến sĩ thần học. Cha là giám đốc trường trung học Juan Pablo II ở Uruguay. Chia sẻ với báo Osservatore Romano, cha nói rằng Đức Hồng Y Bergoglio hồi đó đánh động cha với khả năng tích hợp các giá trị khác nhau và truyền tải chúng theo một đường hướng độc đáo. Cha nói, kinh nghiệm về khả năng của Ngài có tính quyết định trong đời tôi. Ngài đã dạy tôi rút ra điều tốt nơi mỗi cá nhân, tuy có thể khác với những người khác, để sử dụng tốt vì thiện ích của tất cả. Cha Emilius sẽ cùng với cha Ioannis Lagigaid, người Ai Cập, hiện là thư ký riêng của Đức Thánh Cha, giúp đỡ cho Đức Thánh Cha. Vatican, sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020, tại sảnh Clemente, nhân dịp khai mạc năm Tư Pháp, Đức Thánh Cha Francisco tiếp các thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Rota Roma. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các vị mục tử cần phải quan tâm đến vai trò của giáo dân trong việc huấn luyện hôn nhân như Aquila và Priscilla đã trợ giúp Thánh Phaolô Tông Đồ. Khởi đi từ việc theo Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói, giáo hội phải hoạt động theo ba điều kiện, lưu động, sẵn sàng và quyết định. Giáo hội, về bản chất, luôn chuyển động, mở ra cho những chân trời rộng lớn hơn. Giáo hội được sai đi để mang tin mừng trên đường phố và các vùng ngoại biên. Điều này làm chúng ta nhớ đến cặp vợ chồng Aquila và Priscilla trong Tân Ước. Họ không bao giờ dừng lại, luôn luôn di chuyển. Đây là những gì giáo xứ của chúng ta sẽ cần, đặc biệt là các khu vực thành thị, nơi cha xứ không có điều kiện đến với các tín hữu, những người mặc dù xưng là Kitô hữu nhưng không lãnh nhận các bí tích và không biết hoặc gần như không có sự hiểu biết về Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại trong việc cải tổ thủ tục hôn phối có hai điều quan trọng không được quên. Đó là sự gần gũi và miễn phí. Đức Thánh Cha nói, nhiều lần tôi cảm thấy sợ trước sự phán xét của Thiên Chúa về hai điều này. Trong khi xét xử, tôi có gần gũi với con tim của mọi người chưa? Trong khi xét xử, tôi đã mở lòng một cách nhưng không hoặc tôi chỉ quan tâm đến vấn đề kinh tế. Sự phán xét của Thiên Chúa rất nghiêm khắc đối với hai điều này. Các vị mục tử, hãy cố gắng yêu thương dân Chúa như Tông Đồ Phaolô, giúp các cặp vợ chồng sống mở ra cho tính phổ quát của ơn cứu độ, khuyến khích họ tham gia vào các hiệp hội của giáo hội, đặc biệt các hoạt động của giáo xứ. Thực tế, vợ chồng sống trong giáo xứ có thể là những chứng tá năng động cho vẻ đẹp tình yêu của đôi bạn và gia đình. Hãy để Thánh Thần hành động trên các cặp vợ chồng trong việc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các vị mục tử hãy lấy mẫu gương thánh thiện của ông Aquila và bà Priscilla trong hoạt động mục vụ của giáo hội. Ngài nói, chúng ta phải xác tín rằng trong giáo hội, những cặp vợ chồng như vậy là một hồng ân của Chúa chứ không phải vì công trạng của các vị mục tử. Chúa Thánh Thần mong đợi nhiệt huyết của các vị mục tử để ánh sáng của các cặp vợ chồng thánh thiện này luôn được lan tỏa khắp nơi. Washington, các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh thông cáo của chính quyền Tổng thống Trump về việc chính quyền muốn đưa ra các biện pháp mới để đảm bảo áp dụng tu chính Weldon. Tu chính này là luật liên bang liên quan đến quyền phản kháng của lương tâm, ngăn chặn các bang phân biệt đối xử đối với các kế hoạch bảo hiểm y tế không cung cấp bảo hiểm, chi trả hoặc giới thiệu cho phá thai. Quyết định được công bố vào ngày 24 tháng 1 nhân dịp tuần hành hàng năm vì sự sống do Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức. Năm nay có sự tham dự của chính Tổng thống Donald Trump. Hàng năm, tại Hoa Kỳ, các tín hữu Kitô vẫn tổ chức cuộc tuần hành bên vực sự sống ở thủ đô Washington vào ngày 24 tháng 1, ngày kỷ niệm biến cố 24 tháng 1 năm 1973 khi tối cao pháp viện ban hành phán quyết cho phá thai.
các giám mục Hoa Kỳ hài lòng về quyết định mới này của Tổng thống Trump, vì trong những năm qua, các giám mục đã có nhiều bất đồng với Tổng thống Obama trong việc phản kháng lương tâm trong cải cách chăm sóc sức khỏe của ông. Đức Tổng giám mục Joseph Norman, Chủ tịch Ủy ban về các hoạt động ủng hộ sự sống của Hội đồng Giám mục, tuyên bố, đây là tin vui cho quyền sự sống, quyền phản kháng lương tâm, tự do, tôn giáo và luật pháp. Đức Tổng giám mục Norman bày tỏ hy vọng hành động ngược lại với những quy định trước đây và các biện pháp trong tương lai của chính quyền sẽ ngăn chặn sự phân biệt đối xử phi pháp chống lại người từ chối phá thai, điều mà được ví như là sự vi phạm các quyền con người và dân sự cơ bản. Tại cuộc tuần hành, Tổng thống Trump tuyên bố, lần đầu tiên một Tổng thống tham gia cuộc tuần hành vì sự sống, đây là một điều vinh dự cho tôi. Các trẻ em không được sinh ra chưa bao giờ có được sự bảo vệ mạnh mẽ trong Nhà Trắng. Trước đây cũng có các vị Tổng thống phản đối phá thai như Ronald Reagan và George Bush, nhưng các vị này không tham gia cuộc tuần hành như Tổng thống đương nhiệm. Roma, trong những ngày vừa qua, một hội nghị mang tên Tính bền vững trong tinh thần sinh thái toàn diện của Laudato Si đã được tổ chức tại trụ sở của Liên hiệp Quốc tế về chuyên tổng quyền các dòng nữ ở Roma. Sự kiện này còn được kết nối trực tuyến với hơn 300 tu sĩ trên toàn thế giới. Chương trình hội thảo có các diễn giả như cha Zostrom Kuretadam, điều phối viên của lĩnh vực sinh thái và sáng tạo thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, bà Laura Nochteking, giám đốc chương trình bền vững của phong trào Công giáo Toàn cầu về khí hậu, và với chứng tá của Dana Taylor, cộng tác viên của hội dòng các nữ tu thánh giá, người từ lâu đã dấn thân vào lĩnh vực phát triển bền vững. Cuộc gặp gỡ đưa ra nhiều mục tiêu, nhưng đặc biệt là để đáp lại tiếng kêu của trái đất và người nghèo qua một nỗ lực chung của các tu sĩ phối hợp với các tổ chức khác. Các diễn giả tuyên bố, điều cần thiết là gieo hy vọng và tạo sự khác biệt như các hội dòng nữ đã tạo ra sự khác biệt. Các tham dự viên đều có chung mối lo ngại về hậu quả do khí thải CO2 gây ra. Các nhà khoa học cho biết nhân loại đang hướng tới một điểm không thể quay lại vì chúng ta đã vượt quá mức bảo vệ. Năm Thánh Trái Đất sẽ được cử hành trong năm nay. Cần phải nỗ lực hết sức trong việc cảm hóa mọi người bằng cách phát triển một tâm linh sinh thái với giáo lý và giáo dục trong việc chăm sóc công trình tạo dựng. Các dòng nữ sẽ phối hợp với Caritas và Ủy ban Tư pháp cùng với các tổ chức khác cho một dự án sẽ diễn ra trong 7 năm. Trong số các sáng kiến khác nhau có sáng kiến thiết lập một nhà nguyện du hành. Với dự án này, hy vọng sẽ làm thức tỉnh ít nhất 25% dân số thế giới. Nhưng theo các tham dự viên, khó khăn lớn nhất là ý thức của các tổ chức lớn. Nhiều tổ chức trong số họ dường như bị điếc và mù. Họ không quan tâm đến trẻ em và không tự hỏi, con cái chúng ta sẽ được thừa hưởng một thế giới như thế nào? Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ. Đừng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Jan Carbour và Trần Đình chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt. Trong số đầu tiên của năm mới, năm Canh Tý, những người làm chương trình chúng tôi xin cầu chúc các bạn trẻ một năm mới thật nhiều niềm vui, nhiều lửa và nhiều hứng khởi trong năm mới. Chúc các bạn đạt được những kết quả tốt đẹp. Và nói đến mùa xuân, nói đến tuổi trẻ, chúng ta nghĩ ngay đến sức sống mãnh liệt vươn lên và không ngừng dấn thân đúng không? Và đó chính là những gì lần trước chúng ta đã nói với nhau đó. Đó là tinh thần rộng mở này, không co rúm nơi chính mình, nhưng đi cùng những người bạn và hướng tới những lợi ích chung. Đừng bao giờ đi ăn một mình là như thế đó. Và đến với số lần này, chúng ta cùng tiếp tục với một chủ đề thực sự là quan trọng đối với các bạn trẻ, đó chính là tinh thần trách nhiệm. Nói đúng hơn thì đây là một đặc tính của một người trưởng thành, đó là không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Vậy thì chúng ta cùng đến ngay với tông huấn Christus vê vệt của Đức Thánh Cha ngay thôi. Số 171, ngày nay, tạ ơn Chúa, nhiều bạn trẻ trong các giáo xứ, các trường học, các phong trào và các nhóm ở đại học thường đi ra, dành thời giờ gặp gỡ những người già yếu hoặc thăm viếng các khu xóm nghèo hoặc đáp ứng những nhu cầu của người khác qua những buổi tối từ thiện và họ thường nhận ra rằng ở đó họ nhận nhiều hơn là cho. Và chúng ta lớn lên trong khôn ngoan và trưởng thành khi mà chúng ta dành thời giờ để tiếp xúc trực tiếp với nỗi đau của người khác. Người nghèo có một sự khôn ngoan giấu ẩn và chỉ bằng vài lời nói, họ có thể giúp chúng ta khám phá những giá trị thật bất ngờ. Không biết Jen có kinh nghiệm đi gặp những người nghèo neo đơn hay vào những buổi tối cuối tuần không? Con có những cái kinh nghiệm này vào đúng những mùa Tết nha.
Còn thầy thì từng được đi với các bạn sinh viên đi tìm gặp những người nghèo ở những con phố mà ít người lui tới ở Sài Gòn á. Và mỗi lần về á thì các bạn ấy chia sẻ rằng cuộc sống của mình hình như vẫn còn may mắn hơn biết bao người. Và các bạn ấy bảo rằng mình cần phải sống tử tế hơn, khiêm nhường và biết cách sử dụng những gì mình có hơn. Còn con thì sau khi trở về á, con thường hay tự hỏi bản thân mình là ủa, tại sao mình thấy mình đầy đủ hơn mà mình lại không sống lạc quan và vui vẻ được như họ. Còn có bạn khác thì chia sẻ rằng đi gặp những người nghèo, mình thấy vấn đề của mình đâu có là gì đâu. Và thế là các bạn ấy tập trung vào học tập, này, dấn thân hơn và ý chí thì cao ngút trời luôn. Và đúng là nếu mà chỉ quanh quẩn với những vấn đề của mình mà không đi đến với những người nghèo, đôi khi là bệnh viện nữa, thì người ta sẽ nghĩ vấn đề của mình sao mà quá ư là nghiêm trọng đi. Và số tiếp theo đến giúp cha chia sẻ cũng hay nào. Nhiều người trẻ tham gia các chương trình xã hội, xây nhà cho người vô gia cư hay cải tạo các khu vực bị ô nhiễm, hoặc cung ứng những loại trợ giúp khác nhau cho những người cần được trợ giúp. Sẽ rất có ích nếu sự góp sức này có thể được tổ chức và vận hành một cách ổn định hơn và với những mục tiêu rõ ràng để càng có hiệu quả hơn nữa. Các sinh viên đại học có thể áp dụng kiến thức của mình một cách liên ngành cùng với các bạn trẻ của giáo hội hay các tôn giáo khác để đề ra những giải pháp cho các vấn đề xã hội. Ở nhiều trường đại học hiện nay còn có các chương trình như là mùa hè xanh hay là mùa xuân hồng. Và có những nhóm nhỏ tổ chức chuyến tông đồ hè, các giáo xứ thì đôi khi tổ chức cho các bạn trẻ những ngày đi thăm các trại dưỡng lão này. Đúng rồi đó, thì thầy thấy là tất cả những điều đó thực sự là đang giúp cho các vùng quê nghèo một cái làn gió mới, chẳng những về cơ sở vật chất hạ tầng đâu, mà còn cả những cái tinh thần niềm vui và sự liên đới nữa. Nhiều em nhỏ nói là lần đầu tiên con được các anh chị ở trên thành phố đến tổ chức chương trình vui chơi như này. Nhưng mà nếu người ta chỉ tham gia các hoạt động ấy vì điểm thành tích hay là vì một cái danh, cái lợi nào đó thôi thì thật sự là rất là tệ hại đó. Rồi rốt cuộc người ta chẳng vì người nghèo đâu mà lại là vì chính mình. Ngoài ra con thấy là nhiều khi mình cảm thấy mình không làm được bao nhiêu đâu. Như là cái việc mà con từng đi mùa hè xanh này, mình đi vớt rác ở canh Nhiêu Lộc, mình làm sạch cái con canh, nhưng mà chưa bao lâu hết thì nó lại bẩn như cũ và mình cảm thấy nó vô ích quá. Và ngoài ra thì người lớn là đôi khi chỉ nghĩ cho bản thân họ thôi, từ cấp trên cho tới cấp dưới, cho cái lợi ích của mình, nên là mình cảm thấy nản lòng lắm. Vậy thì trước những cái điều mà khiến cho người trẻ nản lòng như vậy thì Đức Thánh Cha, liệu Đức Thánh Cha có nói gì không? Và số tiếp theo thử xem nhé. Đức Thánh Cha nói rằng, như trong phép lạ của Chúa Giêsu, bánh và cá được cung cấp bởi người trẻ sẽ có thể hóa thành nhiều. Như trong dụ ngôn, những hạt giống bé nhỏ được gieo bởi người trẻ sẽ có thể đem lại một vụ mùa to lớn. Tất cả những điều này nhận nguồn mạch sống động nơi thánh thể, trong đó bánh và rượu của chúng ta được chuyển hóa để ban cho ta sự sống vĩnh cửu. Người trẻ đối mặt với những thách đố to lớn và gay go, với niềm tin và Chúa phục sinh, họ có thể đương đầu với thách đố ấy trong sáng tạo và trong hy vọng. Luôn luôn sẵn sàng phục vụ như những gia nhân tại đám cưới kia, là những người cộng tác trong phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu mà chính họ cũng không ngờ. Họ đã chẳng làm gì ngoài việc vâng theo lời của Đức Mẹ, người bảo gì hãy làm theo như vậy. Nhân hậu, sáng tạo và hy vọng sẽ làm cho đời sống chị nở. Ở đây thì đúng là người trẻ sẵn sàng cống hiến và phục vụ, đúng không? Chỉ là nhiều khi người ta không có nguồn gợi hứng, không có ai khởi phát để đúng họ rồi. Bước theo, hoặc là có bước theo đó nhưng mà không có bền vững. Giống như kiểu là vớt rác được một lần rồi sau đó thầy giáo cũng nản luôn. Đúng và rồi. Chính vì thầy giáo nản nên học trò cũng cảm thấy nản luôn. Và thế là tất cả đều được bỏ dở. Và giữa những cái định hướng của tuổi trẻ, giữa cái chập chờn của cái tuổi bé thì không còn bé nữa mà lớn thì chưa lớn hẳn, thì người trẻ cần một cái cảm hứng để làm tất cả những điều thiện hảo ấy. Ở số này thì con thấy là Đức Thánh Cha có đề cập tới thánh thể như là một nguồn gợi hứng để sống cho đi và hiến mình. Và nhiều khi thấy nạn, không muốn dấn thân, không muốn tha thứ, không muốn sống cho người khác nữa. Ngẫm lại thì con thấy đúng là mình đã mạnh mẽ hơn khi mà đứng trước thánh thể. Nhưng mà cũng phải thú thật là đã lâu lắm rồi con không dành thời giờ đứng trước thánh thể và cầu nguyện rồi. Ồ, vậy là có bài tập về nhà đó. Ít ra bạn trẻ này có một cái nhìn phản tỉnh, đúng không? Và khi có những vấn đề xảy ra trong cộng đồng, ai là người thường nêu ý kiến hay thắc mắc? Là những người trẻ. Ai là người đi tiên phong? Là những người trẻ. Họ có những trách nhiệm với cộng đồng, với sự an toàn và hạnh phúc của cộng đồng. Chỉ là vấn đề là không ai định hướng giúp họ mà đôi khi còn vùi dập cả ý kiến nữa. Mấy ai biết được rằng khi muốn con cái mình đứng vững trên đất thì cần phải đặt lên chúng một chút trách nhiệm và chính mình cũng phải gánh những phần còn lại. Như là bạn trẻ trong Tin Mừng, đúng không? Đã dâng cho Chúa những gì mà mình có, tuổi trẻ mà, sẵn sàng làm những điều mà nhiều khi người ta cho là điên rồ, nhưng mà để sống có ý nghĩa và không hối tiếc. Mà không biết là Đức Thánh Cha là có biết là người trẻ làm tông đồ và phục vụ các kiểu không nhỉ? Có chứ, số 174 Đức Thánh Cha nói rõ nè. Cha muốn khích lệ tất cả các con trong nỗ lực này, vì cha biết rằng trái tim trẻ trung của các con muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn,
Cha vẫn theo dõi những tường thuật về việc các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới xuống đường để bày tỏ khát vọng về một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Người trẻ xuống đường, người trẻ muốn trở thành những tác nhân chính đem lại sự thay đổi. Xin các con đừng đùn đẩy cho ai khác vai trò tác nhân của thay đổi. Các con là những người nắm giữ tương lai. Qua các con, tương lai đi vào trong thế giới, cha cũng mời gọi các con trở thành những tác nhân của cuộc chuyển hóa này. Các con nắm giữ chìa khóa tương lai, hãy tiếp tục chiến đấu chống lại sự thờ ơ và đưa ra câu trả lời của Kitô giáo cho các hỗn loạn chính trị và xã hội đang nổi lên tại nhiều vùng trên thế giới. Cha kêu gọi các con xây dựng tương lai, phụng sự cho một thế giới tốt đẹp hơn. Các bạn trẻ thân mến, cha xin các con đừng làm những khách bàng quang trong cuộc sống. Các con hãy dấn thân. Đức Giêsu đã không hề là một kẻ bàng quang, người đã dấn thân. Các con đừng chỉ đứng xa xa, nhưng hãy ngụp lặn vào thực tế của cuộc sống như Đức Giêsu đã làm. Trên hết, bằng cách này hay cách khác, các con hãy chiến đấu cho thiện ích chung, hãy phục vụ người nghèo, hãy là những tác nhân chính của cuộc cách mạng yêu thương và phục vụ, có khả năng đề kháng các căn bệnh của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân thiển cận. Có một căn bệnh đi ngược lại với tinh thần trách nhiệm đó là gì biết không? Đó là đổ lỗi. Thường thường thì người ta chỉ cần đá trách nhiệm cho người khác, thế là mình trở nên trong sạch. Và bệnh này còn dễ lây lan nữa. Bởi vì sao? Vì nếu một ai đó chót lọt trong việc đổ lỗi cho người khác, thì tự nhiên là người khác cũng học theo thôi. Và khi càng nhiều người làm như thế thì một tổ chức sẽ hình thành một cái văn hóa theo kiểu là văn hóa đổ lỗi. Và không biết là người ta có nhận thấy những điều này trong các hội đoàn, các giáo xứ không nhỉ? Nhưng mà con thấy cái điều này không hề dễ dàng để giải quyết nhé. Đầu tiên là tương quan giữa các cá nhân là phải thật là tốt với nhau. Sau đó là cả tương quan đội nhóm nữa. Nói chung là cần phải có một cái niềm tin là mình có thể gây dựng cái tinh thần trách nhiệm với nhau. Rồi cuối cùng là sự trong sáng, sẵn sàng ngồi lại, cùng đánh giá, cùng lượng định lại kết quả công việc và cùng tìm cách giải quyết, cố gắng phấn đấu để tìm ra cái hướng đi. Nhưng then chốt ở đây đó là cách đặt vấn đề, cách đặt câu hỏi á. Bởi vì khi mà đổ lỗi á, thì người ta đặt câu hỏi là ai là người có lỗi, ai là người sai ở đây? Nghĩa là tập trung vào một cá nhân đúng không? Đúng rồi. Và ngược lại, khi mà xây dựng tinh thần trách nhiệm á, người ta sẽ nhìn vấn đề theo một cái tính hệ thống hơn. Nghĩa là xem xét đâu là nguyên nhân xảy ra vấn đề nè, tìm kiếm căn nguyên của hệ thống rồi tìm ra cách giải quyết tối ưu. Vậy là muốn sống trách nhiệm thì cần phải giải quyết theo hệ thống rồi. Chứ không phải là tập trung vào một cá nhân rồi tìm ra lỗi của người đó. Và thực ra đổ lỗi cũng là cách để người ta dìm nhau xuống để mình có thể có một vị thế tốt hơn. Vì vậy, điều quan trọng á là mỗi người cần phải tìm ra được giá trị của mình trong nhóm để cảm thấy rằng mình được phát triển hết tất cả năng lực của mình, được phép sai và được tự do sáng tạo và biết hợp tác với người khác. Và thực sự là khi mà mình tìm được giá trị của bản thân mình rồi á, thì mình lại còn biết tôn trọng người khác hơn và sống hết mình với giá trị mà mình được trao ban. Đồng ý. Và trong những ngày đầu xuân mới này, chúc quý thính giả của Vatican News, đặc biệt là thính giả của chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ, một năm mới đầy nhiệt huyết, đầy lửa, đầy niềm vui và tinh thần trách nhiệm với chính mình, với những người thân yêu và với những người cần đến sự trợ giúp. Và với con sẽ dành thời gian để viếng thánh thể hay là những người đau khổ ở bệnh viện, ở các khu phố nghèo, biết đâu là sẽ tìm được những điều mà mình chưa một lần khám phá. Và cả các bạn nữa nhé, biết đâu các bạn lại có những điều thú vị và hãy kể cho chúng tôi những câu chuyện đó nhé. Và bạn không chỉ chịu trách nhiệm về những gì mình nói đâu nhé, còn cả những gì mình không nói nữa đấy. Và trưởng thành là khi bắt đầu biết sống trách nhiệm với chính hành động của mình đó. Và xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Phút cầu nguyện. Xuân trong tâm hồn, xuân trên mái nhà và xuân cho quê hương. Khi nói về mùa xuân, chúng ta thường liên tưởng tới một điều gì đó mới mẻ, trẻ trung, vui tươi, đầy sức sống. Vì vậy, không ai có thể nói rằng tôi không thích mùa xuân, tôi không yêu mùa xuân. Và ai cũng mong ước giá như cả cuộc sống là một mùa xuân. Ước mong này, ước mơ này chẳng có gì là vô lý. Một câu hỏi được đặt ra, điều gì tạo nên mùa xuân mà ai cũng vui thích như vậy? Thưa, đó chính là tiết trời thay đổi, muôn hoa đua nở, cảnh sắc thay đổi. Từ khi Thiên Chúa tạo dựng muôn loài, con người không thể sống xa thiên nhiên, không thể tách rời khỏi thiên nhiên. Thế cho nên, khi đất trời thay đổi cũng làm cho lòng người muốn thay đổi. Trẻ em thì thích có áo mới, người lớn muốn có xe mới, muốn cho nhà mới. Những gì có thể thay đổi được thì thay đổi,
còn cái gì không thay đổi được thì tìm cách làm cho nó mới lại. Từ thiên nhiên đến đời sống tinh thần, xuân đến, người ta không chỉ muốn thay đổi những sự vật xung quanh, mà cao hơn nữa, siêu nhiên hơn nữa, thiêng liêng hơn, đó là tình người. Người ta muốn làm mới lại tình gia đình. Ai ở xa thì cố gắng trở về tổ ấm yêu thương để làm mới lại một mối tương quan. Thăm gia đình, thăm bạn bè, thầy trò. Văn hóa thấm sâu vào lòng người. Nếu xuân đến mà tôi không có một điều gì đổi mới thì không phải là mùa xuân. Người ta tìm mọi cách làm mới lại tình gia đình, tình bạn bè, tình đồng nghiệp, tình quê hương. Tất cả muốn níu kéo mùa xuân. Nhưng rồi xuân lại đi, và những cố gắng để níu kéo mùa xuân rồi cũng chỉ được một khoảng thời gian nào đó thôi. Vậy chăng, con người vẫn luôn ước mong mùa xuân lại đến. Tới đây chúng ta trở lại tận sâu trong tâm hồn để tự hỏi về một mùa xuân kéo dài. Một mùa xuân vĩnh cửu, một mùa xuân không bao giờ chấm dứt, một khát khao thực sự của con người. Thật may mắn cho những ai tin vào đấng đã tuyên bố, ta là Alpha và là Omega, là khởi nguyên và là cùng tận. Alpha và Omega chính là ta, Chúa, đấng đang có, đã có và sẽ đến, đấng toàn năng. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có đấng là khởi nguyên và là cùng tận đích thực, là Chúa của mùa xuân vĩnh cửu. Vậy muốn cuộc đời, tâm hồn luôn là mùa xuân, thì chỉ có một cách thức duy nhất, đó là hòa nhịp sống với đấng là mùa xuân vĩnh cửu. Và một khi đã đạt được sự hiệp nhất với đấng là mùa xuân vĩnh cửu, thì con người mới thực sự có xuân trong tâm hồn. Xuân trong lòng mỗi người sẽ tự lan tỏa trên mái ấm gia đình, mái nhà hàng xóm, và rồi xuân cho quê hương luôn còn mãi. Xuân trong tâm hồn. Lạy Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, những ngày xuân rộn ràng rồi sẽ qua. Chúng con ước mong sao tâm hồn chúng con mãi mãi là mùa xuân. Xuân trong tâm hồn chúng con, khi chúng con luôn cảm nhận được niềm vui trao ban, niềm vui phó thác, niềm vui dâng hiến, niềm vui của hy sinh. Và tất cả đó là niềm vui của tin mừng. Một niềm vui mà không ai có thể lấy đi khỏi chúng con. Dẫu cho đất trời có chuyển mùa, xuân rồi đến hạ, đến thu và đông, nhưng tâm hồn chúng con vẫn là mùa xuân. Xin ở với chúng con luôn mãi, lạy Thiên Chúa là Chúa Xuân. Xuân trên mái nhà, niềm vui, nụ cười có tính lan tỏa. Vâng lạy Chúa Xuân, xuân trong tâm hồn chúng con như ngọn đèn được đặt trên đế đèn, để có thể chiếu sáng cho cả nhà, cho những người thân cận. Ước mong sao mọi thành phần trong gia đình Kitô đều có được mùa xuân này, để rồi mỗi mùa xuân trong tâm hồn sẽ góp lại, làm nên bầu trời xuân, mái nhà xuân. Xuân cho quê hương. Góp gió thành bão, nhà nhà xuân, ở đâu cũng thấy xuân, ở đâu cũng gặp những con người vui tươi. Những con người không quá quan tâm đến cơm áo gạo tiền, không quá quan tâm đến danh vọng, không quá quan tâm đến tên tuổi của mình được ghi trên mặt báo, để cho mọi người biết đến, không quá bận tâm cho những thành công mà loại trừ người khác, làm tổn thương đồng nghiệp, thì khi đó xuân thực sự đã đến trên quê hương chúng con. Lạy Chúa Xuân, xin ở mãi trên quê hương chúng con. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.